bồng ba bê nâng niu, con cưỡi trên lưng ba làm con ngựa nhông nhông. Một nắng hai mưa, gia đình ba gánh hai gia, cho mẹ cho con cho cả cuộc đời. Con nhớ xưa ba thường đưa con đến lớp, ba dạy cho con tiếng là học lễ, hậu là học văn. Ngồi xuống đêm thâu, những lần con ôm con đau, ba dạy cho con nhân nghĩa của cuộc đời. Ba là dân Thái Dương, rồi cho con bước đường tương lai. Ba là ngọn núi cao che bao bùng sương gió đời con. Thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém tay run, ba cõng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ âu quá mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời. Ba tôi không có giọng ru ngọt ngào như mẹ, không ôm tôi vào lòng những lúc tôi hư. Nhưng ba lại có một đôi tay vững chắc, một sức mạnh phi thường, nên đỡ cho con trong cuộc đời đầy phong ba bão táp. Dân Thái Dương, rồi cho con bước đường tương lai. Ba là ngọn núi cao che bao bùng sương gió đời con. Ba người thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém tay run, ba còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ âu quá mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời con. Còn đó trong con những ngày thơ âu quá mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe
từ đại bi bốn chúng sanh đại hỷ đại xá tới hạnh phúc, hảo quang minh quý tự nguyện chúng bản trí tâm quy mạng lễ tiếp tâm tấm lễ nam mô phật như tâm viên pháp giới như thần sắc độ tung phật hương tam bảo tam giới nhất thiết phật đà gia lô túc tôn cần sát độ tung thập phương tam bảo thần chúa nhất thiết độ pháp đàn hạ gia ly diệu tuyệt thần lẫn lời đạo tam giới chúng tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trần Thanh Long, Trần Thanh Tùng,
thiếu nữ trần thị kim loan, trần thị kim phượng, kim tức quỳnh thị bạch lê, phạm thị thu hương, phạm thị nguyệt lê, thị phương lan. Nghĩa tế trần thái thuận lương, ngõ chánh nổi tôn trần minh phương, trần minh trung ngọc, trần minh duy linh, trần minh tân phước, trần thị kim thoa, trần hữu phúc, nguyễn thị nga, trần thị kim phụng, trần thị kim yến, trần lê công minh tố mi, trần xin đi, trần tai lơ trần, trần thanh trung, trần thị kim nga, ngoại tôn nguyễn thần thánh liên, đào thị kim tai, tần tôn trần thanh hiếu, nguyễn hoàng hiếu nhi, trần hữu tấn, trần hữu phước, trần thị cát tường, hiệp toàn giả môn nam nữ đại tiểu đặng, di nhật phần hướng tâm thành cầu bái. Đại giác thế tôn thông độ phục vì giống chánh độ hiển linh tấn, trần văn huệ nhất vị thần hồn ơn mạng sanh nơi ấp sử điểm lương nguyệt nhất thời hướng đại thọ, cũ thập nhất tới giảm du mơ ấp mùi điểm lạc nguyệt, nhị thập cũ nhất mạng thời nhị chung ôn tiền tạo tác bất tri tội, phước hà gió kiếm nhật phúng tinh, nguyện thoát u đồ chi khổ, tư giả kim nguyện thị nhật nga, lâm minh trình hôn thủ đệ nhất điện đại đức tự dương án, tiền chiếu hồi do thị trưởng thỉnh luật hòa chi đại đức thiền tăng tụ du phụng ý tùng. Diệp chí quyền văn cầu sanh tịnh độ, kim đạo tràng khai kinh bạch Phật sơ văn, hòa nam bái bạch nam mô trung thiên giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni, văn Phật chứng minh kim tọa hạ. Nam mô minh giáo chủ đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma tát chứng minh hồng liên tọa hạ. Nam mô thập điện minh vương bồ tát ma tát chứng minh thanh liên tọa hạ. Viên phụng tam thừa thượng thánh tứ phủ giảng linh đại thiện quay quan nhất thiết thiện thần đồng thì chứng giám phục y. Giảng tội băng tiêu cầu nguyện muốn linh đắc độ cao siêu, cầu giả chủ bình an lợi lạc, ngưỡng vọng Phật ân chứng minh vị văn cận sơ tề thân ấp minh thần niên chánh quyền sơ nhị nhật kim thời đệ tử đặng đặng không bái thượng sơ. Oh,
sư và chúng tôi cùng toàn thể tham gia hiến huyết. Hôm nay là ngày mùng hai tháng giêng năm Bính Thân, và toàn thể trong giao huyết cảm từ vụ dưỡng dục chí thông minh niệm cù lao sanh thành chí rộng đức âm dương cách biệt vị điện thăng trần thường hoài nước ngộ chí tâm tiên lực thiết thể trai đàn tỳ xuyên văn lâm chư tế phụng phật thỉnh chư tôn thiền đức tăng cung tự và gia xứ thiết lập đàn tràng thuyết minh sanh cầu siêu độ hương linh và phụ ông Trần Văn Khuê thượng thọ 91 tuổi và năm trung ngày 29 tháng 12 năm Ất Mùi. Thank you.
tại thu tỳ nước bạc dân lắng nghe mong hiền chi bác na tàu chúa dương tự khắc hầu giết thần tăng thì mặc tố hùng bất gia lòng yeah.
cả đại hôm nay cầu sớm sáng ngủ linh ơi tội tình Thank you.
kiên tâm lễ phá hoàng mãn tứ hương nga. Có đôi lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng năm Bính Thân. Tại gia đình chúng con có thiết lễ tang lễ trợ táng kỳ siêu cho cha ông của chúng con. Chúng con xã tài kiến vật tràng tràng phụng Phật thỉnh chư tôn đức tăng cung tụ về nơi ai xá của chúng con để thừa Phật quay thần quý ngài tác lễ trợ tán kỳ sư cha hương linh cha ông của chúng con được siêu sanh về ngàn tịnh độ. Giờ này đàn tràng đã thập phần viên mãn, chúng con có chút ít tịnh tài kính dâng lên chư tôn đức và ngưỡng nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể tinh an chúng sanh dị độ. Do vì nơi gia viên chặt hẹp nên khi đón tiếp quý ngài cũng không sao tránh khỏi những điều xa khác, nhưng mong quý ngài lượng thứ cho. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma La Tát Quốc Đại Trí Linh. Quý ngài đã chứng minh cho rồi, và chúng con xin cúng dường ba sáng. Yeah.
để thiết lệ niềm vui. Thank you.
Kỳ siêu đạo tràng ngôn tràng di điệp cấp giống sự chiếu tướng công hoàng xã hội chủ nghĩa Việt Nam quốc bà nghĩa Vũng Tàu thành phố để thánh nhị hồn tư cung qua tụ tại gia du sứ sơ nhị số cầu nguyện vào nhai trụ hồn phật tu hương thiết cung cung kinh cầu siêu độ sự kim ma dị hiếu hoa tà chủ chánh cung yêu nam trần minh hoàng trần hữu hoa thẩm trần thanh đà long trần thanh quang trần ngà như á ma trần ngọc á châu trần quốc nga tuấn trần trọng chúng trần thanh đà long trần thanh đà tùng hiếu hoa nữ trần ngà thị kim ma loan trần thị kim ma phường hiếu hoa tức nga quỳnh thị bạch đa huê phạm á thị thu hoa hương phạm á thị nguyệt lê á thị phương ngà lan nghĩa tế trần ngà thái thuận đương nghe ngò chánh nội tốt trần minh phương trần minh trung ngọc trần minh di minh trần minh thân phước trần thị kim ma tho trần hữu phúc nguyễn thị nga trần thị kim ma phùng trần thị kim ma yến lê trần lê công minh tô ni trần xin ni trần thái ro trần trần thân tuấn trần thị kim nga ngoài tôn nguyễn trần thanh liêm đào thị kim tài tần tôn trần thanh hiếu nguyên hoàng nguyễn nhi trần hữu tấn trần hữu phước trần thị trần nguyễn thị các tường nghiệp toàn gia môn nam nữ đại tiêu đắc kỳ siêu phục vì dòng chánh độ hiện linh tất trần văn quê nhất vị thần hồn vương mạng sanh ước xuống hiện luôn nguyệt nghiệp thời hưởng thọ phủ thập ma nhất với giảng vụ ước mùi liên lạc nguyệt vị thập phủ nhiệt mạng thời di chúng vô hôn nhất tính bất hồi thiên thu dinh bị thốt đi dưỡng tứ nhị biển thanh trọng tư giá kim nguyệt thì nhất long đến trình công phụ để giúp điện đại đức từ dương phan xuất cò dương giá hồi thịnh lục hòa chi thăng lời phụng cùng kinh chú linh văn kỳ siêu tỉnh độ kim ma tắc đạo hòa tràng động quan điệp nhân nhất đạo phu nhân giữ dòng hồn minh trung thấu chấp thân trình đã đức từ dương xuất cổ lưỡng thị sanh lạc quốc đất thọ như lai chi ký tu chi điệp giá hữu điệp cấp dòng hồn minh trung thâu chấp thế thứ minh thần nguyên chánh quyệt sở tác nhật ký thời điểm chính chữ lái tâm thường lai danh điểm độc tài đến tiền chỉ cổ muốn tiến trưởng bằng phần quá giảng sanh tịnh độ thần vũ nam mô a di đà phật giả tới giờ này giả địa tới ngày xưa
khi ấy tôi còn bé nhỏ, cha đã đi xa mà tôi vẫn mong cha về. Cha tôi đã khuất, nay lớn hơn tôi đã biết. Kỷ niệm ngày xưa còn mãi trong tôi. Cha tôi mất rồi, nhưng bóng hình cha không phai. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư, những dòng bão trở lại trong hồn. Cha không còn tôi như người mất hơn. Ngày mai tôi cũng lìa đời, cơn giông bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Chợt một mùa đông có tiếng cha già gọi tôi, ngày hỡi người con, đông sẽ qua rồi xuân về, cha sẽ ra đi để con bước theo cha hoài. Nay nhìn mùa xuân tiền bao những hy vọng lớn. Hãy subscribe.
Yeah.
quán bộ quán sống thành tình quân thủy thành trong đêm đầu nguyên cao phương trọng một phương như lạc giấc một bạc hoa tanh tiếp dẫn giấc một bánh tình trần vàng thank you.
xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ, mời người đem theo toàn vẹn thương yêu, đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt màu, sẽ có chẳng nhiều đớn đau nối gót người vào dĩ vãng nhiệm màu, có lũ kỷ niệm trước sau vài cánh tương hoa nằm ép trong thư, rồi sẽ tan như bụi mờ, và tóc nâu khô còn chút thơm tho, thả gió bay đi mịt mù. Nguyện chung xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà giữ cho người. Trả hết về người chuyện cũ đẹp người, chuyện đôi ta buồn ít hơn vui, lời khóc lời cười, chuyện ngắn chuyện dài. Thank you.
mô quốc thân phụng tỉnh ngũ vương ngũ phẩm thời tiền hậu vũ chủ chiến đấu tất cả là tâm quan bản tính tâm niệm nghề đạo lý sở tại chiến đấu địa thời âm phủ những hồn sứ giả ngũ đạo tướng quân đưa chiến thủ địa chính thần phục vụ chiến tính hương hồn phục diệu tụ ông thánh trần văn quân biết vị thần hộ ông sanh hết sự nghe hưởng đại thọ cũ thập nhất tế tử ư ớt mùi như lạc việc gì thập cứu nhật mạng thời như chúng dân hồn quy mừng bộ bán tâm tư sư vô lập sở duyên thính tỷ âm dương muôn mông lợi lạc di nguyện thượng tướng phật sắc hạ mẫn phàm tình tử nhật kim thời quan giới đạo tràng chiến tranh công đức hướng về thánh nam mô tăng quảng ta hồn về nơi tịnh độ nghiệp nhất toàn trần ái sinh vàng chính phẩm qua khe sắc thân hiện di đà thọ ký a di đà phật tụ chấp kim đài phóng bạch hào quang độ cũng về chánh độ hiển nhập tấm trần di đà thần hồn quân hạ sánh ngư ước sủ nghe hưởng thọ ủ thầm nhân tê giảng vô ơn ớt mùi nhưng lạc nguyệt về thập thủ nhật lệ tài tân cầu nguyện hưởng hồn la tự đàn thàng chú pháp nhân tâm tốc phá tốc độ chúng sanh tịnh độ thứ quyền gia môn huyên nguyên nam thời đại cũng đẳng tây tâm tâm tịnh nghiệp chuyên tiền từ thường ấp thiết thường diễn độ cô ấp cổ nguyện âm chiến duyên thành hải yên hà thanh pháp gia chúng trong tình giữ vô tình tề thành phật đạo nam mô a di đà phật hiệp đàn tràng chiến biệt công đức viên mãn tam chủ kiền thành lệ tạ tử ơi. Thank you.
Đồ tác điểm đầu tâm đồ thủy thôi mình muốn giúp kiếm hợp phương bên dưới bóng đối tận đường linh tử pháp duy tâm tịnh tham mô tâm đồ duy bồ tát nam mô tam bồ duy bồ tát nam mô tam bồ duy bồ tát nam mô tam bồ duy bồ tam giới ba đồng tam vũ hợp họ cứu ta nên Tây phương tiết độ linh hồn Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Phật Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà sang mùa đông, cha ngồi bên mái hiên, một mảnh áo đơn sơ cùng năm tháng, nhìn dáng cha hao gầy, một mái tóc giờ đã phai theo thời gian, cho đời con lớn khôn, chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gươm hoa, rồi bao tô rớt trên vai gian khổ, mồ hôi cha ướt những lối con qua. Từng ngày tháng sống gian nan mà thiết tha, cuộc đời đã biến tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sơn bao vai áo, tình cha lớn lao hơn ngọn núi.